đi rồi. Rồi chết đi luôn rồi. mới chặt chẹp gì vậy? Vậy gắn lại sắt ra đâu nè. Ủa không phải, không phải. Giống nó cục chạch nè, bắt sát vô, bắt sát vô. Bắt sát vô đúng không Điện? Gắn gì đúng chưa trời. Ok chưa? Bắt sát cái cục con ống chỗ cục chạch á. Cục chạch. Ok đó cục chạch. Ừ anh làm đi nó cục chạch như năng rụng rồi. Bắt vô. Có chìa khóa. Chết rồi. Đâu đi. Mở bánh cáp mình vô, mình sẽ để đóng xuôi luôn. Đầu 1-4 ngàn. Con này giá rẻ, đang mua về bảo trì rồi. Được. Cái máy này hơi im nhưng mà không biết đổ ai không, chứ thấy cái máy nổ im. Cảm được. Cỡ giọng kêu hay nhiều thì mình cỡ thôi. Có mà hả, thằng nào không đổ, không đổ là dở ra là biết liền. Mới đề bài lên tí xíu hả, có đổ là đổ rồi. Ê, bên kiếm đúng rồi nè, lên nè. Ok. Còn bên bô men còn lên ngon lành. Bộ kiếm này đẹp quá. Bên kiếm lên ngon lành luôn anh. Lên ngọt lắm. Trời ơi. Ga. Hết dầu hết gì trời. Hết cái bèn luôn kìa, nó có cái